Cuộc đời có một bầu trời, mỗi người có một đôi cánh. Bầu trời rộng bao nhiêu và đôi cánh bay xa đến nhường nào chẳng ai biết. Chỉ biết rằng mỗi đôi cánh đều mang sứ mệnh chở một ước mơ. Tọa lạc ngay trong lòng miền đất hoa phượng đỏ lịch sử, trường cao đẳng du lịch Hải Phòng đã đào tạo bao thế hệ thanh niên, sinh viên ưu tú, có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự phát triển bứt phá của du lịch nước nhà những năm qua. Hôm nay, tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về một lớp học của chúng tôi, lớp CQK8, quản trị khách sạn. Mái nhà nhỏ gồm 16 thành viên gia đình, luôn giành được sự ưu ái, quan tâm và dìu dắt tận tình của người mẹ hiền Nguyễn Thị Thùy Dương, cùng bao người thầy đỡ đầu khác. Chúng tôi, từ khắp bốn phương trời đến với nhau, hoàn toàn là sự tình cờ không dự trước. Chẳng hề thân quen, chẳng hề gần gũi. Nhưng chính ngôi trường kỳ diệu này, bởi những hoạt động giao lưu bổ ích và lý thú, đã gắn kết chúng tôi thành một mái nhà êm ấm như thế đấy. Chúng tôi luôn luôn tự hào và hãnh diện biết bao khi bản thân may mắn được sinh hoạt trong một không gian rộng mở, được tiếp xúc với những con người hiện đại, được hòa cùng xu thế hội nhập mãnh liệt của xã hội ngày nay, một môi trường năng động và chuyên nghiệp. Hãy để cho những kỷ niệm đẹp thời sinh viên của chúng tôi tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho đôi cánh ước mơ của các bạn trên con đường tìm kiếm hướng đi riêng cho bản thân. Như các bạn thấy đấy, trường cao đẳng du lịch Hải Phòng luôn luôn là một lựa chọn đáng lưu tâm cho những bạn trẻ có niềm đam mê với nghề du lịch. Như vẫn còn đâu đây, kỷ niệm ấy xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy và đêm trước quên thuộc kia vẫn, những ước mơ trời con chặt chẽ bao nhiêu mơ màu. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta gác lên một trái. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng một ngày nào đó, dù trong những vai trò khác nhau, cả tôi và bạn đều sẽ chung một niềm tự hào. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi.